Xin chào các bạn. Hôm vừa rồi cũng có bạn hỏi mình là cái lô hải châu mà mình ủ tới đâu rồi ha. Thì bữa nay mình chia sẻ với các bạn là mình đang trong quá trình mình thay qua cái chậu ha. Từ cái chậu đen mà mình ủ ban đầu nè. Cái chậu này nè, nó thoát nước rất là tốt ha. Chậu thuộc dạng chậu dành cho xương rồng đó các bạn. Thì mình đã bắt đầu mình chuyển qua những cái chậu này ha. Đây, một số chậu thì có một số cây này thì nó đang còn hơi bị lá non nhiều á, lá non không à, mình chưa có thay ha. Những cây nào ấy thì mình thay, hôm nay bắt đầu nó bung mạnh lại rồi nè đó. Mình thay qua cái chậu này để cho nó lòi cái nó lộ cái phần đế ra ha các bạn, chứ bên cái chậu này là mình chôn sâu ha, nó lòi cái bộ đế ra để mà bắt đầu mình sửa nó các bạn. Đó thì mình nói chung là mình thay qua cũng gần hết rồi các bạn. Đây nè, rất là nhiều ha. Đó, mình thay qua này có cả cây trọng trọng xíu, vô chậu lớn đây, những cây này. Đây, đó. Đây, có một số chậu đang lá non thì mình chưa có thay được, chờ nó già đi ha. Rồi như đây một số chậu này có những cây lớn này, cây này thì khỏi thay, cái này trồng trong chậu này sẵn đi, mấy cây này khỏi thay ha. Rồi sẵn đây thì mình cũng chia sẻ thêm với các bạn luôn, mình sẽ cắt dọn tiếp một số cây nữa nè ha, chỉ còn một góc nhỏ thôi các bạn, chắc còn cỡ chừng khoảng chục cây nữa để mình cắt luôn ha. Các bạn xem nè, mình trồng thì nó lên nhánh nó ra rất là nhiều nè ha. Bây giờ mình sẽ dọn sơ nó ra, mình cắt mình lấy nó vô trong nhà mình mới có thay ha. Giờ mình cắt lấy cái chậu ra vậy rồi mình đem vô mình xải vào đất mình thay chậu thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thay chậu một cây chia sẻ với các bạn luôn ha. Rồi một cây này cây dáng nằm rất là đẹp ha, giờ để mình rút ra ha các bạn. Khá là nhiều, bấm bớt đi.
nhìn cây khá là hay nha các bạn. Cây hải châu nó rễ của nó phát rất là mạnh, nó mạnh hơn cây cẩm thị nhiều ha các bạn, rễ nhiều lắm. Đây rồi, mình sẽ lấy mặt tiền ở đây nè. Nó mấy cái vỏ này các bạn, nó nha, khi mà cây nó sung quá nó nứt ra hay là nó lớn cây lên ha. Đó, cây rất là dễ thương, cây rất là đẹp dễ thương ha. Rồi bây giờ cái chi nó mọc quá trời nhiều luôn, bây giờ mình sẽ bỏ bớt ha các bạn. Nhánh này bỏ nè, ba nhánh này bỏ luôn. Nhánh này đây ha, phía đây bỏ luôn nhánh này đi. Nhánh này cũng có thể bỏ luôn nè, nhưng mà từ từ đi. Rồi ở đây bỏ luôn cái nhánh nhỏ này đi. Vài bữa cây nó sống khỏe rồi mình cắt cái đây, mình lấy cái ngọn lại ha, mình lấy cái mặt cắt lại ha các bạn. Ngày xưa cắt rồi trừ hao tính nó nhảy trên đây nè, mà giờ nó chỉ nhảy dưới đây thôi. Mình lấy cái nhánh này cũng được, một cắt lại. Rồi bây giờ mình trồng lại thôi các bạn, đơn giản thôi ha, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình trồng vô cái chậu tráng men luôn ha các bạn, nụ gốm sứ nè ha. Đó thì mình lựa cái chậu để sau này chơi luôn ha các bạn. Các bạn có một cái lưu ý mình thường hay nhắc các bạn á, mình đi mua cái chậu thì người ta chỉ có một cái lỗ này thôi ha, thì mình mới vừa khoan thêm hai lỗ hai đầu nè, cái lỗ 20 ha. Họ chỉ có cái lỗ nhỏ này thôi, nó thoát nước rất là kém ha các bạn. Rồi mình để thử cái cây lên chậu thì nó cũng vừa cái chậu luôn ha. Rồi mình cho chất chồng vô, cây này cây sống khỏe rồi cho nên cái chất chồng mình cho thêm một ít mụn dừa vô ha các bạn. Thì tỷ lệ ở đây thường là mình khoảng 30% xỉ than, khoảng 40-50% cát to ha. Rồi còn lại mình cho ít cho chấu với ít mụn dừa.
đây có những cái rễ nó hơi nổi trên này các bạn, mình cũng đắp lại đi ha, đắp tạm cho nó thời gian đi, nó bò xuống được thì bò, không được thì sau này mình bỏ ha. Đây mình sợ nó tưới nó bị trôi á, thì mình có thể mình lấy cái chỉ dừa mình đắp lại. Rồi vậy là xong rồi, mình mang đi tưới nữa là xong hai các bạn. Rồi xong, tưới xong rồi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.